Xin chào, Khoa Park đang trở thành YouTuber cực kỳ nổi tiếng với những lần chi tiền tỷ, chục tỷ mà không tiếc tay. Vậy thì Khoa Park là ai và tại sao anh ta nhiều tiền như vậy? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video này các bạn nhé. Khoa Park, tên khai sinh là Nguyễn Anh Khoa, sinh ngày 20 tháng 7 năm 1992 tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa. Khoa Park rất kín tiếng về thân thế và gia đình mình, thế nên hầu như dân mạng không ai biết gì về con người này. Chỉ biết rằng trước khi làm YouTube, anh từng là một lập trình viên. Một vài nguồn tin cho rằng anh thực chất là con trai của ông Nguyễn Đình Trung, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Hưng Thịnh Icon. Nhưng phía công ty sau đó khẳng định thông tin này là không đúng sự thật. Kênh YouTube của Khoa Park được lập ra từ 7 năm trước. Bắt đầu Khoa chủ yếu đăng các video liên quan đến việc chăm nuôi chó Park và sau đó cũng là nguồn gốc cái tên Khoa Park của anh. Bên cạnh đó thì anh còn mở cửa hàng bán các phụ kiện dành cho thú nuôi và giống chó Park. Tuy nhiên, những nội dung về chó Park không được nhiều người xem, mà Khoa chỉ thật sự nổi lên khi làm những video ăn uống đắt đỏ, không tiếc tiền khiến dân mạng trầm trồ. Nói về tiền, Khoa Park tự nhận là YouTuber Việt Nam giàu nhất ở Mỹ, với anh vài chục tỷ không nghĩa lý gì. Cách đây không lâu, người xem đã khá bất ngờ khi Khoa Park dám chi 5 tỷ cho việc kéo chân. Anh tiết lộ chi phí thực hiện cuộc đại phẫu thuật khoảng 100.000 USD, chi phí ăn ngủ tại bệnh viện là 9.000 USD, khoảng hơn 200 triệu đồng. Ngoài ra các khoản khác như thuê người chăm sóc, tiền ăn uống sinh hoạt, máy móc hỗ trợ việc kéo chân cũng tốn kém, tổng cộng khoảng 5 tỷ đồng, số tiền bằng thu nhập cả đời của một nhân viên bình thường. Khoa Park nói về việc kéo chân như sau: nếu bạn xấu, bạn có thể làm cho mình đẹp hơn, nếu mình thấp thì mình cũng có thể cao hơn. Y tế rất phát triển rồi, quan trọng là có tiền. Đã hơn 30 năm mình hít không khí ở độ cao 1m67 rồi. Bây giờ mình muốn hít không khí ở 1m8 xem sao các bạn ạ. Khi du học sang Mỹ, Khoa Park cũng khiến nhiều người xem choáng váng khi đầu tư gói học tiếng Anh tới 600 triệu đồng. Anh cho biết do muốn học tiếng Anh ở nước ngoài đúng môi trường nên sang Mỹ cuộc sống biệt lập, xung quanh 100% người ta sử dụng tiếng Anh. Như vậy sẽ tạo cho người học mindset không chỉ về ngôn ngữ mà còn thói quen, lối sống. Và anh cho biết đã cầm theo 10 tỷ để vừa học, vừa trải nghiệm văn hóa, vừa du lịch với mong muốn biến channel Khoa Park thành kênh quốc tế. Tiếp tục về độ giàu có, gần đây Khoa Park đã giới thiệu và chia sẻ về việc mở nhà hàng lầu. Điều đáng chú ý là anh cho biết đã đầu tư tới 23 tỷ đồng vào nhà hàng trên đất Mỹ, thế nhưng giá cả thì lại rất rẻ, chỉ tương đương với nồi lẩu ở Việt Nam. Chưa kể, anh còn nói rằng sẽ trả lương cho nhân viên tới 8 tỷ đồng một năm, khiến rất nhiều người nghi ngờ anh bốc phét quá đà. Trả lương vậy thì lời lãi chỗ nào? Hay kinh doanh chỉ vì đam mê? Khoa Park cũng được cho là sở hữu nhiều bất động sản triệu đô. Bên cạnh đó, Khoa Park và Phương Phạm, một triệu phú đô la đang sống ở Mỹ, đã thông báo về việc họ cùng nhau mua một chiếc máy bay có mức giá 5 triệu đô, khoảng 115 tỷ đồng. Không chỉ vậy, khi chia sẻ về chi phí vận hành cũng như bảo dưỡng chiếc máy bay này, anh cho biết có thể tốn hàng chục tỷ mỗi năm. Vậy thì câu hỏi mà dân mạng đặt ra là tại sao mà Khoa giàu vậy? Thì có nhiều giả thuyết, có người nói rằng anh là cháu tỷ phú Phạm Nhật Vượng, nhưng điều này có vẻ không đúng. Vì khi xem những clip đầu đời của Khoa Park, các bạn sẽ thấy cuộc sống và ngôi nhà của anh lúc đó rất bình thường và đơn giản. Một người sở hữu hàng trăm tỷ thì khó mà sống giản dị như vậy. Tiếp theo, nếu gia đình anh giàu đến mức có thể cho Khoa Park hàng trăm tỷ như vậy thì chắc chắn sẽ không để anh học lập trình viên. Bởi các bạn thấy, lương lập trình viên tài giỏi mới được vài nghìn đô, còn bình thường chỉ 2-30 triệu một tháng. Mà cậu cả một gia đình nghìn tỷ thì thường hướng đến kinh doanh, mở những công ty lớn, chứ ai ngồi cốt mỏi mắt lấy vài chục triệu một tháng, trừ khi là quá đam mê với nghề lập trình. Nhưng điều đó lại có vẻ cũng không đúng với Khoa Park. Mà trước khi nổi tiếng, Khoa Park cũng từng mở cửa hàng nhỏ bán các loại đồ liên quan đến chó Park. Mà nếu là cậu cả, trong gia đình nghìn tỷ thì cũng khó lòng bỏ thời gian ra để làm một dự án nhỏ như vậy. Thế nên giả thuyết về việc Khoa Park giàu từ bé là không hợp lý. Có thể là nhà anh cũng thuộc dạng có điều kiện nhưng không đến nỗi giàu khủng khiếp như hiện tại. Vậy nên suy luận về việc Khoa Park giàu từ những năm gần đây nghe hợp lý hơn. Và để giàu nhanh như vậy thì rất có thể liên quan đến Bitcoin. Các bạn thấy, Bitcoin đã tăng giá hàng triệu lần từ khi ra mắt. Và Khoa thì lại là một lập trình viên, thế nên có cơ hội tiếp xúc với Bitcoin từ lúc nó chưa nổi cũng là điều hợp lý. Theo một người tự nhận là bạn thân của Khoa Park đã chia sẻ rằng, năm 2011, Khoa Park đã mua một số Bitcoin, giá lúc đó có 1 đô cho một Bitcoin. Đến năm 2017, một Bitcoin có giá tới 450 triệu đồng. Khoa Park được cho là đã bán 500 Bitcoin, thu về hơn 200 tỷ đồng.
Mặc dù có thể số Bitcoin không nhiều đến như vậy, nhưng anh chỉ cần sở hữu vài chục Bitcoin thì nắm trong tay hàng chục tỷ cũng không có gì là lạ. Mà đến năm 2020, một Bitcoin lại có giá lên tới 1,4 tỷ đồng. Lúc này thì Khoa chỉ cần có vài trăm Bitcoin thì anh có vài trăm tỷ trong tay cũng là chuyện rất nhẹ nhàng. Lúc 2011, mua 100 Bitcoin chỉ có hơn 2 triệu đồng và số tiền này thì ai cũng có thể mua được. Hiện nay Khoa Park được cho là sở hữu hàng trăm đến hàng nghìn Bitcoin, vậy nên trong tay anh có hàng trăm tỷ và chi tiêu không tiếc tiền cũng là điều dễ hiểu và rất hợp lý. Như vậy, dù không thể khẳng định, nhưng giàu lên từ Bitcoin là giả thuyết phù hợp nhất với Khoa Park, phù hợp với cả phong cách tiêu tiền và các thông tin về công việc cũng như điều kiện sống trước khi trở nên nổi tiếng và giàu có. Và nếu đúng với giả thuyết này, thì Khoa đang có trong tay hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tỷ và là YouTuber giàu nhất Việt Nam cũng không hề sai chút nào. Các bạn có suy nghĩ như thế nào? Hãy cùng thảo luận nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.